Vào mùa tăng tròn, lễ thành đạo của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây là điểm giờ hành lễ chính thức. Chúng con thành tâm bái thịnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, hoan hỷ quang lâm bản tràng để chứng minh thần lệ. Trong buổi lễ sáng hôm nay, di nguyện từ mặt cổ, đại đức. Lời tám bánh của đại đức Thích Thanh Nguyên đại diện ban tổ chức. Chư thượng tọa đại đức tăng ni cùng quý vị tăng quý quang lâm lễ đường. Lễ nhạc đền quan trồng hương quả hạt sáng lên hương đạo một khung trời. Phật tử thành tâm đạo đàn tĩnh thần, đức tin đầy khắp cả thời không. Toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta nhất tâm lắng lòng thanh tịnh, cung kính như tôn hòa thượng, như thượng tòa đại đức tăng ni quang lâm lễ đường. Chúng tôi xin kính chào mừng quý vị đại biểu quan khách, các cơ quan ban ngành đoàn thể, chính quyền ở trong thành phố Đà Nẵng quang lâm tại lễ đường để cử hành lễ chính thức sáng hôm nay. Vàng ánh đạo các ngài chư tôn thiền đức tăng ni đang thăm thẳm bước đi, từng bước đi vững chãi và uy nghi như đang dẫn lên chân thật địa. Ánh từ bi được lòng nhớ điện về của chư tôn đức tăng ni đã làm cho buổi lễ sáng nay được trang nghiêm trọng thể và mang nhiều ý nghĩa. Chúng tôi xin kính mời quý lễ đài để cử hành đại lễ. Về bên phải của bảo tháp, chúng con về bên trái bảo tháp, chúng tôi xin kính mời quý vị đại biểu chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể về tham dự. Và phía sau của đại biểu chính quyền, chúng tôi xin kính thank you.
cung ngân xá lời Phật đang từ từ tiến vào lễ trường. Chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni cùng quý vị đại biểu quan khách, chúng ta hãy khởi thân đứng dậy để cung minh xá lời Phật tôn trí tại lễ trường để bắt đầu cử hành đại lễ khánh thành. Oh.